now your axis is the rear. 4 cửa giữa khoang hành khách, 4 axis in the middle. Và 2 cửa trước, 2 axis in the front. Trong quá trình thoát hiểm, quý khách lưu ý bỏ lại hành lý. During evacuation, leave your hand luggage. Nếu có khói trong khoang khách, quý khách hãy cúi thấp người và đi theo phía đèn báo thoát hiểm đến cửa thoát hiểm gần nhất. If there's smoke in the cabin, please bend and follow emergency lights to nearest exit. Quý khách vui lòng đọc bảng hướng